Hầu hết mọi người hiện nay đều không dám mơ đến hai chữ nghỉ hưu, thậm chí ở Mỹ có rất nhiều người thừa nhận rằng họ không có bất kỳ khoản tiết kiệm hưu trí nào. Giá cả leo thang khiến thế hệ trẻ phải đối mặt với một tương lai ảm đạm. Họ cần tiết kiệm hơn 1 triệu đô la mới có thể nghỉ hưu một cách thoải mái. Trong khi đó, một bộ phận nhỏ bé trên thế giới, những tỷ phú lại sở hữu khối tài sản đủ để sống sung túc nhiều đời mà không cần động tay vào việc gì. Tuy nhiên, họ vẫn miệt mài làm việc bất chấp những tác động tiêu cực đến sức khỏe, gia đình và thậm chí là chính khối tài sản của mình. Vậy điều gì khiến cho các tỷ phú không thể ngừng làm việc? Yếu tố tài chính. Theo Bloomberg, độ tuổi trung bình của các tỷ phú toàn cầu hiện nay là 63 và đang có xu hướng tăng lên do tuổi thọ con người ngày càng cao. Cụ thể, tỷ phú nam trung bình 63,7 tuổi, trong khi tỷ phú nữ là 62,4 tuổi. Mặc dù tuổi thọ cao hơn, các tỷ phú nữ thường trẻ hơn do nhiều người được thừa kế tài sản hoặc nhận được khoản thanh toán ly hôn lớn từ khi còn trẻ. Forbes ghi nhận, hầu hết các tỷ phú dưới 30 tuổi đều được thừa hưởng khối tài sản khổng lồ. Khi tuổi tác và khối tài sản tỷ lệ thuận, số lượng tỷ phú vẫn miệt mài làm việc ở tuổi xế chiều ngày càng tăng. Nhiều người cho rằng họ bị ám ảnh bởi việc tích lũy của cải, rằng tâm lý của giới siêu giàu là không bao giờ là đủ. Nhưng thực tế cho thấy một số tỷ phú có thể giàu hơn nữa nếu họ lùi lại một bước và tận hưởng cuộc sống. Một báo cáo của AP cho thấy Donald Trump có thể sở hữu khối tài sản lên tới 13 tỷ đô nếu ông nhận khoản thừa kế là 400 triệu đô vào năm 1988 và đầu tư thụ động vào chỉ số S&P 500. Con số này có thể lớn gấp đôi giá trị tài sản ròng hiện tại của ông, theo ước tính của Forbes. Một trường hợp khác là Bernard Arnault, người thường xuyên xuất hiện trong danh sách những tỷ phú giàu nhất trên thế giới, vẫn đang giữ chức chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn hàng xa xỉ LVMH ở tuổi 75. Ông đã quá tuổi nghỉ hưu theo tiêu chuẩn của hầu hết mọi người và chỉ còn 7 năm nữa là chạm mốc tuổi thọ trung bình của người Pháp. Ngay cả khi con cái nắm giữ vị trí lãnh đạo trong công ty, Bernard Arnault vẫn chưa có ý định nghỉ hưu. Quyết định này khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại, bởi lẽ vị chủ tịch lớn tuổi đã tuyên bố rõ ràng rằng ông không muốn từ chức bất chấp những rắc rối mà họ có thể gây ra cho công ty. Vậy rốt cuộc điều gì khiến các tỷ phú không muốn nghỉ hưu? Một trong những lý do chính là sự gắn bó mật thiết của họ với công việc. Giống như nhiều người bình thường chúng ta, nghiên cứu của giáo sư Steve Kaplan và Joshua Rohr từ Đại học Stanford đã chỉ ra rằng 69% tỷ phú trong danh sách Forbes 400 là những người tự thân lập nghiệp. Họ đã dành tâm huyết, công sức để xây dựng đế chế kinh doanh của mình từ hai bàn tay trắng, và chính niềm đam mê, tâm huyết đó đã giữ chân họ lại với công việc. Tuy nhiên, không phải tỷ phú nào cũng là doanh nhân khởi nghiệp. 31% còn lại trong danh sách người giàu nhất thế giới của Forbes có được khối tài sản kếch xù nhờ thừa kế, đầu tư may mắn hoặc nhận lương thưởng hậu hĩnh với tư cách là giám đốc điều hành cấp cao. Ví dụ điển hình là Steve Ballmer. Ông không tự mình thành lập công ty mà trở thành tỷ phú nhờ nắm giữ vị trí CEO của Microsoft sau khi Bill Gates từ chức. Trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2014, Ballmer đã nhận được hàng tỷ đô la cổ phiếu Microsoft và vai trò của ông trong công ty được đánh giá là vô cùng quan trọng. Mặc dù hiệu suất hoạt động của Microsoft dưới thời Ballmer chỉ ở mức trung bình, nhưng giá trị tài sản ròng của ông hiện nay gần bằng với chính Bill Gates. Lý do Steve Ballmer nhận được mức lương khổng lồ như vậy khi còn là CEO của Microsoft là bởi vì vào thời điểm đó ông là người duy nhất trên thế giới có đủ khả năng thay thế Bill Gates để lãnh đạo công ty. Việc tìm kiếm người kế nhiệm phù hợp, đặc biệt là cho vị trí lãnh đạo cấp cao, đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức. Điều này cho thấy sự thành công của một số công ty phụ thuộc rất lớn vào nỗ lực của một số cá nhân chủ chốt, thường là những người sáng lập và cũng là tỷ phú. Khi bạn gây dựng một doanh nghiệp thành công đến mức giá trị cổ phần của bạn lên tới hàng tỷ đô la, việc nghỉ hưu trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Bạn không thể đơn giản rời bỏ công ty mà không có kế hoạch rõ ràng cho số cổ phần khổng lồ đó. Có một số cách để các tỷ phú thoát ly khỏi công ty của mình, bao gồm bán cổ phần, niêm yết công ty trên sàn chứng khoán hoặc xây dựng doanh nghiệp tự vận hành, tạo ra dòng tiền ổn định để họ có thể sống dựa vào cổ tức. Họ cũng có thể sử dụng vốn cổ phần làm tài sản thế chấp cho các khoản vay cá nhân để phục vụ cuộc sống sau khi nghỉ hưu. Trong đó, bán cổ phần là lựa chọn đơn giản và phổ biến nhất. Theo dữ liệu của Morgan Stanley Research được Financial Times công bố, quy mô của các quỹ đầu tư tư nhân chuyên mua lại doanh nghiệp từ nhà sáng lập đã tăng vọt 800% trong vòng 20 năm qua. Ngoài ra, các tỷ phú cũng có thể bán cổ phần thông qua hình thức phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, IPO. Mặc dù vậy, việc bán cổ phần bằng hình thức nào cũng đều phải tuân theo nhiều quy định nghiêm ngặt, đặc biệt là về tốc độ bán ra. Các nhà đầu tư thường không muốn nhà sáng lập rời bỏ công ty ngay sau khi bán cổ phần,
Do đó, nhiều giao dịch mua bán cổ phần tư nhân thường kèm theo điều khoản ràng buộc về thời gian nhà sáng lập phải tiếp tục làm việc cho công ty sau khi bán cổ phần. Theo công ty luật doanh nghiệp Red Smith, thời gian trung bình mà một nhà sáng lập cần gắn bó với công ty sau khi bán lại đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây, thường kéo dài từ 1 cho đến 3 năm. Điều này đồng nghĩa với việc, ngay cả khi quyết định bán cổ phần, các tỷ phú vẫn chưa thể nghỉ ngơi ngay lập tức. Mặt khác, nếu các tỷ phú chọn cách xây dựng một doanh nghiệp tự vận hành, tạo ra dòng tiền đủ lớn để trang trải cuộc sống bằng cổ tức, thì đây cũng là một quá trình lâu dài và có thể đòi hỏi phải hy sinh một số cơ hội phát triển trong tương lai. Khi công ty trả cổ tức cho cổ đông, đồng nghĩa với việc họ sẽ không có nhiều nguồn lực để tái đầu tư vào nghiên cứu và phát triển R&D hoặc thực hiện các thương vụ mua lại, sáp nhập. Đối với những tỷ phú là cổ đông duy nhất, đây là một sự đánh đổi khó khăn. Hơn nữa, nếu công ty có nhiều nhà đầu tư khác, họ sẽ luôn gây áp lực buộc ban lãnh đạo phải tập trung vào tăng trưởng kinh doanh thay vì chia sẻ lợi nhuận. Một lựa chọn khác là sử dụng chính công ty làm tài sản thế chấp để vay vốn. Đây là phương án được nhiều tỷ phú áp dụng, điển hình như Elon Musk. Ông đã sử dụng cổ phiếu Tesla của mình để thế chấp cho các khoản vay, nhằm mua lại Twitter và rót thêm vốn cho SpaceX. Tuy nhiên, phương án này cũng có nhược điểm là tỷ phú vẫn phải có trách nhiệm trả nợ. Do đó, họ vẫn cần tiếp tục làm việc để đảm bảo dòng tiền ổn định. Nhìn chung, cả ba lựa chọn bán cổ phần, nhận cổ tức hoặc thế chấp công ty để vay vốn đều đòi hỏi một khoảng thời gian đáng kể. Bên cạnh đó, quá trình tìm kiếm người mua, thẩm định giá trị và hoàn tất các thủ tục liên quan cũng có thể mất khá nhiều thời gian. Vì vậy, rất nhiều nhà sáng lập, dù đã thành công vang dội, vẫn gặp khó khăn trong việc nghỉ hưu sớm. Mặc dù chúng ta thường hình dung về những tỷ phú công nghệ trẻ tuổi, khởi nghiệp từ ký túc xá đại học, nhưng thực tế cho thấy độ tuổi trung bình của một nhà sáng lập thành công thường cao hơn nhiều. Nghiên cứu của Harvard Business Review cho biết độ tuổi trung bình của một người sáng lập công ty thành công là 45. Theo dữ liệu từ Fleximize, việc mở rộng quy mô một công ty lên mức định giá hàng tỷ đô la mất trung bình 5,5 năm. Con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều bởi vì tốc độ tăng trưởng của các công ty khởi nghiệp công nghệ thường nhanh hơn so với các ngành nghề khác. Yếu tố tâm lý. Ngoài những lý do liên quan đến tài chính, chúng ta cũng không thể bỏ qua yếu tố tâm lý của những người sở hữu khối tài sản khổng lồ. Mặc dù giả định ban đầu là một người cần có ít nhất 1 triệu đô để nghỉ hưu thoải mái, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như vậy. Việc xây dựng một công ty trị giá hàng tỷ đô la thường đi kèm với vô số lời đề nghị mua lại hấp dẫn. Trên hành trình chạm đến đỉnh cao thành công, những người sáng lập này đã thẳng thừng từ chối những khoản tiền khổng lồ có khả năng thay đổi cuộc đời lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đô la. Quyết định này cho thấy một niềm tin vững chắc vào công ty của họ hoặc một khát khao mãnh liệt trong việc theo đuổi thành công đến mức nghỉ hưu trở thành một suy nghĩ xa vời. Thực tế, nhiều người trong số họ có thể đã tích lũy đủ tài sản để sống thoải mái cả đời từ lâu trước khi đạt đến trạng thái tỷ phú, ví dụ như là Tom Anderson, nhà sáng lập MySpace. Ông đã bán nền tảng mạng xã hội tiên phong này cho News Corporation vào năm 2005 với giá 580 triệu đô. Sau thuế, tài sản ròng của ông ước tính khoảng 200 triệu đô. Mặc dù không chính thức là tỷ phú, nhưng ông đang tận hưởng một cuộc sống sung túc mà nhiều tỷ phú hằng mơ ước. Hãy so sánh điều này với Mark Zuckerberg, người đã có thể bán cổ phần của mình tại Facebook với giá cao hơn nhiều so với Tom Anderson vào thời điểm đó. Sự khác biệt nằm ở đâu? Có thể Mark Zuckerberg bị thúc đẩy bởi tham vọng tích lũy khối tài sản khổng lồ hơn nữa. Hoặc có lẽ ông không muốn từ bỏ quyền lực và tầm ảnh hưởng đi kèm với việc trở thành một trong những doanh nhân quyền lực nhất trên thế giới. Đây chính là lý do giải thích tại sao nhiều tỷ phú lớn tuổi vẫn chưa muốn nghỉ hưu. Một nghiên cứu của Harvard Business Review tiết lộ rằng các CEO thường làm việc trung bình 62,5 giờ mỗi tuần. Thoạt nhìn, con số này có vẻ đáng kể, nhưng nó chỉ nhỉnh hơn một chút so với một nhân viên bình thường. Những người hiện đang làm thêm trung bình 9 giờ không lương mỗi tuần, theo một cuộc khảo sát của ADP. Hơn nữa, các CEO tỷ phú có thể thuê người giúp việc lo liệu các công việc cá nhân, giải phóng thời gian rảnh rỗi của họ khỏi những công việc nhàm chán như dọn dẹp hay mua sắm. Do đó, tổng khối lượng công việc hàng ngày của một nhân viên bình thường có thể còn cao hơn cả CEO của họ. Hơn nữa, vai trò của một CEO, đặc biệt là ở các tập đoàn lớn, ít nhàm chán hơn nhiều so với hầu hết các công việc văn phòng. Các CEO cấp cao có quyền tự chủ đáng kể, được trao quyền định hình vai trò của mình phù hợp với sở thích và thế mạnh của họ. Thay vì sa lầy vào các hoạt động hàng ngày, vai trò của một CEO cấp độ Fortune 500 thường xoay quanh việc hoạch định chiến lược dài hạn và tham gia vào các sự kiện quan trọng. Họ có cơ hội giao lưu với các nhà lãnh đạo thế giới, người nổi tiếng và được bao quanh bởi sự ngưỡng mộ hoặc ít nhất là sự kính trọng từ các đồng nghiệp.
Đối với nhiều người, đặc biệt là những người có động lực cao, đã vươn lên vị trí lãnh đạo, việc từ bỏ một vị trí đầy quyền lực được trả lương cao và có ảnh hưởng như vậy là điều không hề dễ dàng. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nha!